Xin chào quý vị và các bạn. Đến Phú Quốc thì mình được mọi người giới thiệu rằng là nếu như đến buổi chiều tà thì nên chọn một địa điểm để ngắm mặt trời lặn. Với một cái vị thế nằm phía hướng Tây thì Sunset Sanoto cũng rất là đẹp và đang được giới trẻ rất là chú ý. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi vào để mua vé để trải nghiệm xem như thế nào. Xin chào. Cho mình hai vé. Mức giá vé ở đây là 200.000 cho các bạn một người. À quên, hai người 200.000 đấy. Thì chúng ta sẽ có thể là đi vào đây để trải nghiệm tất cả những thứ. Thì với 100.000 này mình sẽ làm được cái gì nhỉ? Và tham quan thôi đúng không? Dạ đúng rồi, trong này có những điểm chụp hình mình có thể tắm và tắm nước ngọt ở trên. Và có ba biển ở trong thì mình có thể đi bộ ở trong đó nè. Còn ăn uống như thế nào là mình tự trả đúng không? Dạ đúng rồi, okay. Có những cái game sau chương trình ở dưới bãi biển nữa nè. Có những chương trình phòng não trong đó. Rồi ok, cảm ơn bạn nha. Ok, mời các bạn đi vào phía bên trong thôi, đã thấy không khí rất là đông vui rồi. Bây giờ là giao vé. Xin chào anh trai. Rồi. Ô, từng người. Một không khí rất là sôi động. Wow. Bắt đầu cái lúc mặt trời buông xuống thì các bạn trẻ đã tập trung về cái vị trí đông nhất của sân khấu. Đây. Ok, ở ngoài này mình nhận thấy không khí bắt đầu rất là vui, có rất là nhiều chương trình và cũng như là các hoạt động diễn ra trên bãi biển. Đấy, đi cà kheo. Ok, còn đây là những chú này là như chú cá ngựa thì đúng không? Xin chào cá ngựa nha. Rồi, mời các bạn đến một cái địa điểm và check-in rất là hot của Sanoto. Đó là những chú voi đi cà kheo và lúc nãy chúng ta nhìn thấy những chú voi đi vào phía bên trong đấy, những bạn đi cà kheo rất là khéo. Còn các bạn hãy nhìn về phía hướng bên này, sẽ thấy cái hướng mặt trời nó lặn xuống, cực kỳ đẹp luôn. Địa điểm hot cực kỳ của các bạn trẻ. Đây, và bao quát cái bãi biển, chúng ta hãy nhìn về phía dưới này. Đây, tuyệt vời không ạ? Rồi, xin mời các bạn đi tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ok, sorry. Rồi, chúng ta lại đây để xem các thổ dân ha. Những thổ dân rất là dễ thương này. Thổ dân này là nữ các bạn. Đấy, đấy, đấy. Vào thời điểm này là chiều 17:30 thì có nghĩa là các hoạt động hoạt náo diễn ra ở đây. Đấy. Rồi. Ok, chúng ta tiếp tục tiến về phía đầu kia, mình thấy rất là đông người. Hầu như trai xinh gái đẹp sẽ cùng nhau đến đây để có thể chụp những bức hình rất là đẹp các bạn. Còn phía trong bên này, xin mời các bạn nhìn qua hướng phía tay phải của mình, sẽ thấy cái không gian bắt đầu các bạn, khách nước ngoài bắt đầu quẩy ở đây này. Đấy. Đây. Ok, ok. Yo. Come on, woo, baby. Đến giao lưu với các bạn nước ngoài. Hello. Hi. Yeah, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Can I record the video in here? Yeah, yeah. Okay, okay. Where are you from? England. England. Oh, welcome. Yeah. Thank you. Thank you. What's your YouTube channel called? Okay, good night to you. Okay. Thank you. Chúng ta giao lưu với các bạn người Anh thì tí tối là chúng ta sẽ thấy một cái không khí quẩy ở đây rất là hoành tráng luôn. Đi bộ trên bãi biển cho nên là hơi thở nó cũng hơi gấp gáp các bạn.
Rồi mời các bạn hãy xem hướng này, chúng ta sẽ thấy không gian một cái cầu đi thẳng ra ngoài biển. Mình sẽ dẫn các bạn lại đầu này. Phía bên tay phải của chúng ta đó là một con ốc siêu to khổng lồ. Rồi. À, khác với những cái không gian khác thì ở đây mình thấy lượng khách nước ngoài nó nhiều hơn so với một số nơi khác ở trên Phú Quốc. Đấy, chúng ta lại một cái biểu tượng mà được các bạn trẻ đây ở đây có những cái nhà lồng như thế này này, đấy kiểu như bungalow ấy. Các bạn hoàn toàn có thể lên đây chụp ảnh này, mình sẽ dẫn các bạn vào đây xem. Đấy, và thấy các bạn nữ sẽ đi lên trên này để chụp hình này, thấy chưa, một không gian nó kiểu như bungalow. Đấy, chúng ta đi vào trong này để xem bà con chụp hình. Wow, ở đây chụp hình phải xếp hình nữa. Đây, cái không gian chụp hình chúng ta phải xếp hình này. Để có những bức ảnh đẹp thì hầu như những chàng trai, những cô gái sẽ phải chờ đợi. Xếp hàng quá dài luôn, nếu như vào mùa du lịch thì có lẽ khó để vào mà chụp được bức hình ở đây. Wow. Đây, đến đây xem không khí các bạn. Đây, chúng ta sẽ thấy cũng như du khách nước ngoài cũng như là du khách Việt Nam của chúng ta hầu như đến đây đều phải chụp check một bức hình ở đây, tại cái khuôn mặt người này đấy, với trang phục đẹp nhất có thể, và những cô gái với những cái phong cách gọi là chất nhất có thể. Thì đấy, mình xin nhắc lại là quá trình di chuyển ở đây thì khá là cát nhiều, cho nên là cũng hơi thở hơi gấp gáp. Đấy. Một cái biểu tượng của Sunset Sanato. Đấy, khi mà mặt trời buông xuống thì có lẽ cái góc này các bạn sẽ nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Cho nên là cái thời điểm này thì sẽ rất nhiều bạn trẻ tập trung ở đây để xếp hình và chụp hình. Mình sợ nhất là đến cái lúc mà những bạn sau này ấy, xong rồi mặt trời nó xuống hết. Thật. Nhìn thấy buồn không? Nhưng mà đến lúc người ta cho chụp đến mấy giờ em nhỉ? Đi theo đoàn đúng không? Đi theo đoàn là có nghĩa đi theo tour hay là như nào? Trong lịch trình tour là có ở đây đúng không? Wow, thế thì cũng vất vả đấy. Cảm ơn em đã chia sẻ. Thôi đi, lần sau đi tự túc đi. Đây, xin mời các bạn nhìn góc này này. Đây, cái hướng mặt trời nó flare qua bên giữa hai cái mặt này này. Cho nên cái góc này các bạn nếu như chụp hình thì lưu ý là có hai cách để chụp. Thứ nhất là ngược sáng, thứ hai nữa là nếu muốn sáng mặt thì phải đánh flash vào thì mới thấy rõ được khuôn hình. Ok. Đấy, các bạn khách nước ngoài cũng rất là hào hứng với cái việc chụp hình ở đây. Và các bạn khách nước ngoài thì nó rất là phong cách khác hẳn hoàn toàn. Ok, thì hầu như là cũng tất cả đều phải chờ đợi hết chứ còn không có thể là chen ngang qua được. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi ra hướng này tiếp tục. Nói chung là nếu nói về tâm lý của người Việt Nam chúng ta thì thích nhất đó là những cái nơi mà cái kiểu có chụp hình check-in sống ảo thế này, thì các bạn trẻ rất thích, nó khác hẳn so với những vị khách nước ngoài. Rồi, xin mời các bạn đi ra hướng cầu nha, để xem tình hình phía ngoài này như thế nào. Rồi, follow theo hướng mặt trời nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai hướng để lựa chọn, hướng bên này hoặc hướng bên này. Và nếu chụp ở hướng này thì sẽ có mặt trời ở phía sau hình tượng của cô tiên. Cái gì đây? Đúng rồi, nàng tiên bướm thì đúng hơn.
Ok. Rồi hầu như cái khung này thì các bạn lựa chọn rất là nhiều khung giờ. Còn cách xa nhau lắm. Ok. Đi ra ngoài không?